Dạ vâng, hello cả anh ạ. Vâng, tiếp tục trong video ngày hôm nay, âm linh xả tiếp cái combo 5 chậu những cái dòng lai. Lai thì nó rất là nhiều mặt bông khác nhau, như dòng phan chí lai đại long đao này, đấy, phan chí lai xanh Huế này, nó nở những bông cánh mai rất là đẹp nha mọi người. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và em xả nốt, số lượng thì còn khoảng tầm mấy chục chậu thôi. Tiếp tục combo 5 chậu là 150.000 đồng. Đấy là tương đương là chưa đến 30.000 đồng cho một chậu bao ship rồi mọi người nhé. Đấy, cái tiền ship rất là cao vì 5 chậu này rất là to. Đây, 1 này, 2 này, toàn chậu đẹp thôi. 3 này, đó, 4 này, thân lá mắc nhìn rất là cứng, rất là đẹp nhé. 5 này, đây, đó, combo 5 chậu như thế này là có 150.000 đồng, đã bao gồm phí ship rồi. Đó, thì số lượng còn rất ít. Đấy, bác nào nhanh tay thì liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại thì em sẽ để ở trên video đó, hoặc là kết nối Zalo. Đấy, em sẽ đóng để gửi cho các bác kiểm tra ưng rồi mới lấy các bác nhá. Ưng rồi mới lấy. Đó, toàn thân thủ lá đẹp, hoa đẹp thôi. Đó thì ngày hôm nay thì em lên video vậy thôi. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 các bác nhé. Em Linh cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Xin chân thành em xin phép xuống like tại đây nhé mọi người.